khoảng 17h30 phút ngày 18 tháng 7 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mi Quang Việt Nam ở phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ ngạt khí làm 4 người tử vong, một người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, công ty Mi Quang thuê một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố ga vi sinh. Trong quá trình vệ sinh, hai công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán cứu trợ. Nghe thấy tiếng hô hoán dưới hố ga, ba lao động thuộc bộ phận lò hơi của công ty Mi Quang đang làm việc gần đó đã đến và nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí, ngất đi. Ngay sau đó, 3 người được xác định tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Một người tử vong tại bệnh viện, một người đang được cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và thành phố Việt Trì đã tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 20 triệu đồng và gia đình có người bị thương 10 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu công an tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.